Chào mừng bà con đến với kênh mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cầm bán gấp đất nền xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 250m, 11,6 x 21,63, đất trồng cây lâu năm, lộ xe máy tới đất, cách đường Nguyễn Văn Nhung 200m, giá bán là 750 triệu. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cầm bán gấp đất nền xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 250m, 11,6 x 21,63, đất trồng cây lâu năm, lộ xe máy tới đất, cách đường Nguyễn Văn Nhung 200m, giá bán là 750 triệu. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cầm bán gấp đất nền xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 250m, 11,6 x 21,63, đất trồng cây lâu năm, lộ xe máy tới đất, cách đường Nguyễn Văn Nhung 200m, giá bán là 750 triệu. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cầm bán gấp đất nền xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 250m, 11,6 x 21,63, đất trồng cây lâu năm, lộ xe máy tới đất, cách đường Nguyễn Văn Nhung 200m, giá bán là 750 triệu. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại.